giữa những bôn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn khói, con biết tìm đâu một mối tình thâm sâu để cho con tựa đầu khi đời con nát tan, khi đời con ngã gục. Con mong chờ một tình yêu đỡ nâng. Mối tình ấy con đi tìm là mối dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình ngài như biển khơi. Giữa những gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tình yêu. Vì cuộc đời liễu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Con ngước nhìn lên thập giá đôi cạn về, nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời. Con tim ngài bồi hồi nghe nhớ dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình ngài như biển khơi. Cuộc sống, con luôn cần một khát vọng, một khát vọng cho đời mãi xanh tươi. Vì cuộc đời như mưa giăng khắp lối, và lòng người đôi khi hay lừa dối. Như nước chiều lên ngọn sóng đua tranh vênh, lối đi con gập ghềnh, giao đường sao vắng tênh, tâm hồn con giá lạnh. Con mong chờ một niềm tin sáng soi. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, muôn đời tình ngài như biển khơi. Chúa dắt con đi từng ngày trong trần thế, con như được ngài vỗ về, được vỗ về khi lạc bước đơn côi. Vì đường đời đôi khi con vấp ngã, mà trần đời vai dù gian nguy, với ơn trên độ trì, con đường xưa Chúa đi, con nguyện theo đến cùng, trong hy vọng nghiêng cậy trong Chúa thôi. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu.
muôn đời tình ai như giữa những bôn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn khói, con biết tìm đâu sâu để cho con tựa đầu khi đời con nát tan, khi đời con ngã gục, con mong chờ một tình yêu đỡ nâng. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng qua muôn đời tình ngài như biển khơi. Giữa những gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tin yêu. Vì cuộc đời liễu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Con ngước nhìn lên thập giá đôi cạn về, nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời. Con tim Ngài bồi hồi nghe nhớ thương. Mối tình ấy con đi tìm là mối dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình ngài như biển khơi. Trong cuộc sống, con luôn cần một khát vọng, một khát vọng cho đời mãi xanh tươi. Vì cuộc đời như mưa giăng khắp lối, và lòng người đôi khi hay lừa dối. Như nước chiều lên, ngọn sóng đua tranh vênh,
sao vắng tênh, tâm hồn con giá lạnh, con mong chờ một niềm tin sáng soi. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Chúa dắt con đi trong trần thế, con như được Ngài vỗ về, được vỗ về khi lạc bước đơn côi. Vì đường đời đôi khi con vấp ngã, mà trần đời vai luôn mang thật giá. Có Chúa cùng đi cuộc sống dù gian nguy, với ơn trên độ trì con đường xưa Chúa đi, con nguyện theo đến cùng trong hy vọng nghiêng cậy trong Chúa thôi. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng giữa những bồn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn con nát tan, khi đời con ngã gục, con mong chờ một tình yêu đơn nâng. Mối tình ấy con đi tìm là mối tình Giê-xu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài gian nan buồn phiền trong cuộc sống. Con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tin yêu. Vì cuộc đời liễu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời, con tim Ngài bồi hồi.
dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình ai như biển khơi. Cuộc sống con luôn cần một khát vọng, một khát vọng cho đời mãi xanh tươi. Vì cuộc đời... Xin mời cộng đoàn quỳ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đồ nữ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi làm dạy cho các thánh tông đồ, thì đầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì con nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời, là đấng thương và vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thắng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương mời gọi con đến hiệp dâng nghi lễ với Chúa. Giờ đây con dâng ra trước bàn thánh Chúa, xin Chúa thánh thầy con sạch mọi tội lỗi, để con xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh tế. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa tha thiết, để con được kết hợp mật thiết với Chúa, được cùng Chúa thử hiến chính bản thân mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha. Xin Chúa
hân hoan trong ngày tân hiến. Ngày tân hiến hân cung tạ ơn tiến vào thánh điện dựng ra vinh quang ca vang ân tình của Chúa. Tình yêu Chúa ấm ủ đời con, Chúa là tất cả gia nghiêm đời con. Chúa gọi con đi và này con xin đến, dâng Chúa con người của con, năm tháng đoàn thể sẵn son, nguyện trọn đời. Trọn đời hiến dâng hân hoan trong ngày tân hiến. Ngày tân hiến hân cung tạ ơn tiến vào thánh điện dựng ra vinh quang ca vang ân tình của Chúa. Tình yêu Chúa ấm ủ đời con, Chúa là tân ca gia nghiêm đời con. Tiếng gọi trong đêm vào này con xin đến, con đến thi hành ý Cha, dâng hiến tâm tình thiết tha, nguyện một đời chứng nhân. Hân hoan trong ngày tân hiến, ngày tân hiến hân cung tạ ơn tiến vào thánh điện dựng ra vinh quang ca vang ân tình của Chúa. Tình yêu Chúa ấm ủ đời con, Chúa là tân ca gia nghiêm đời con. Trong ngày tân hiến, ngày tân hiến hân cung tạ ơn tiến vào thánh điện dựng ra vinh quang ca vang ân tình của Chúa. Tình yêu Chúa ấm ủ đời con, Chúa là tân ca gia nghiêm đời con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, kính thưa Cha đặc trách ơn gọi Linh mục Giáo phận, Cha Hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, quý cha và mọi người đang tham dự tiếp hay trực tuyến thánh lễ này. Vì hoàn cảnh dịch bệnh, thánh lễ truyền chức phó tế cho 7 thầy khóa 16 thuộc giáo phận Phú Cường hôm nay diễn ra trong bầu khí rất đặc biệt, hiếm khi có như vậy. Phải cử hành trong nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Giáo phận thay vì ở nhà thờ chính tòa. Cộng đoàn hiện diện tại nhà nguyện này cũng rất giới hạn. Không có gia đình của các tín chức, không có đông đảo các linh mục đồng tế, không có cả cha xứ, cha nghĩa phụ của các tín chức và cũng không có khách mời. Nhưng đây lại là một cơ hội thuận lợi cho các tín chức đón nhận hồng phúc, thánh chức phó tế cách thâm trầm và sốt sắng hơn, nhờ ít bị chi phối bởi nhiều điều mà thực chất không quá cần thiết.
Trong hoàn cảnh thực tế này, ban truyền thông của giáo phận đã tạo điều kiện để mọi người có thể hiệp thông tham dự thánh lễ trực tuyến. Với lòng tin sâu xa và tâm tình siêu nhiên, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hiệp lời cầu nguyện cho các chiến chức được sốt sắng đón nhận dồi dào ơn phúc qua bí tích truyền chức thánh, để các thầy thực sự trở nên thừa tác viên thánh thiện và nhiệt thành, xứng với ân sủng và sứ vụ mà Chúa đã yêu thương tín nhiệm trao ban. Chúng ta cũng xin Chúa ban muôn phúc lành và bù đắp xứng đáng cho tất cả những ai đã và đang góp phần đào tạo, nâng đỡ các chiến chức trong ơn gọi linh mục. Xin cho công cuộc đào tạo linh mục trên thế giới, nhất là trong giáo phận Phú Cường, luôn được mọi điều thuận lợi để có được nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước, có khả năng phục vụ các tâm hồn đang khao khát mong đợi. Và thưa anh chị em, giờ đây để thánh lễ và những lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và thành tâm xin Chúa thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương nguyện, xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy các thừa tác viên của hội thánh đừng ham muốn được phục vụ, nhưng phải phục vụ anh em. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ mà hôm nay Chúa đói thương chọn để thi hành chức vụ phó tế, biết cần mẫn làm viên, hiền hòa thi hành sứ vụ và kiên trì cầu nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc trong sách Dân số mà chúng ta sắp nghe cho thấy chính Thiên Chúa tuyển chọn những người thuộc chi tộc Lê-vi để lo việc phụng tự và phục vụ dân thánh. Đó là hình ảnh báo trước tình thương của Thiên Chúa dành cho những ai được tuyển chọn để phục vụ Đức Kitô và Hội Thánh Ngài. Bài trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Ngươi hãy gọi chi tộc Lê-vi lại và trình diện trước mặt tư tế A-a-rôn để họ phục vụ và chăm sóc ông, đồng thời thi hành những gì liên quan đến việc phượng tự của cộng đồng trước nhà tạm bảo chứng, gìn giữ các đồ vật của nhà tạm và chu toàn những gì thuộc chức vụ mình. Ngươi sẽ cống hiến các thầy Lê-vi cho A-a-rôn và con cái ông. Chính con cái Israel đã giao phó họ cho cha con ông A-a-rôn. Ngươi sẽ cắt đặt A-a-rôn và con cái ông lên chức vụ tư tế. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tình thương của Chúa sẽ còn dễ hơn cả năm cánh, còn dễ hơn ngoài, còn dễ cả người đến muôn muôn đời. Còn dễ có người tình thương của người đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời mình con luôn truyền tình cha chẳng ngơi, vì người đã vâng tình ta đã vâng, đứng vững ngàn năm trên cõi mây trời, người đã thiêng lầm lòng trung thời. Tình thương của Chúa sẽ còn dễ chôn giữa muôn người, ta đã đoàn thể cùng nghĩa bóng là nhà đã vinh, và người đã phán rằng miêu duệ người đứng vững ngàn năm, ngài báu của người ta đã thiêng lầm từ muôn đời. Dâng lời cha muôn loài đứng ăn bời, nơi con nương tựa và chính là nguồn mạnh cư đồ con, và lòng sùng ái người sẽ đời dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này
thường lâu dài. Tình thương của Chúa trích sách tông đồ công vụ mà chúng ta nghe sau đây cho thấy dưới sự hướng dẫn của nhóm 12, Hội Thánh đã chọn 7 phó tế đầu tiên. Họ là những người có tiếng tốt, đầy thần khí, khôn ngoan và được các tông đồ cắt đặt làm công việc phục vụ các nhu cầu của Hội Thánh. Bài trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái. Vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Stephano, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Rocco, Nicano, Timon, Pamena và Nicola quê ở Antioquia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, loan truyền ơn giải thoát cho những kẻ bị giam cầm. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được như thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giờ đây bắt đầu nghi thức truyền chức phó tế. Nghi thức này được bắt đầu bằng việc tuyển chọn các ứng viên. Xin mời các thầy sắp được thủ phong phó tế tiến lên. Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Tú. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuận. Thầy Giuse Phạm Đình Khương. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dương. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Ngọc Tho. Thầy Giuse Đậu Vương Quyền. Thầy Giuse Trần Ngọc Hiệp. Giờ đây xin kính mời cha đặc trách ơn gọi giáo phận thỉnh cầu Đức Giám Mục truyền chức phó tế cho các tín chức. Sau khi Đức Giám Mục công bố lời tuyển chọn, cộng đoàn thưa tạ ơn Chúa và vỗ tay để biểu lộ niềm vui và sự tán đồng của mình về quyết định này của Đức Giám Mục. Kính thưa cha, mẹ hội thánh xin cha truyền chức phó tế cho những anh em này. Thưa, qua sự điều tra nơi đoàn dân Kitô giáo và việc bỏ phiếu của những người hữu trách, con xin làm chứng những thầy này xứng đáng. Được Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta phù trợ, chúng tôi tuyển chọn những anh em này lên hàng phó tế. Tạ ơn Chúa. Mời cộng đoàn ngồi, các tín chức quỳ để nghe huấn từ của Đức Giám Mục. Kính thưa cộng đoàn, các chị em, các tín chức phó tế rất thân mến. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, trích trong sách Dân Số, kể lại việc Thiên Chúa muốn tuyển chọn những cộng sự viên của Ngài để phụ giúp cho các tư tế, cụ thể là tư tế Aaron. Ngài chọn những người thuộc chi tộc Lê-vi để làm công việc này. Đó là ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm của Môi-se mà Ngài sai thực hiện. Trong bài đọc thứ hai qua sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy một cái nhu cầu cụ thể từ thời các tông đồ, khi mà dân chúng, những tín hữu càng ngày càng gia tăng đông đảo thì các tông đồ cảm thấy sự giới hạn của mình, cho nên không thể đảm đương phục vụ cho một cộng đoàn càng ngày càng đông đó. Và họ xác định là cái việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa là điều quan trọng hơn, hơn cả việc giúp bàn ăn, phục vụ bác ái xã hội. Cho nên họ mới ngỏ lời với dân chúng
Chúng tôi không thể bỏ việc cầu nguyện và rao giảng lời Chúa mà đi giúp bàn được. Cho nên bây giờ anh chị em phải chọn trong số anh chị em đây ít ra 7 người có tiếng tốt, đầy thánh thần để thay chúng tôi lo việc phục vụ cho cộng đoàn. Để không khéo có những người sẽ bị quên lãng, bị bỏ rơi. Và họ đã chọn 7 vị phó tế. Đó là do một cái nhu cầu cụ thể mà dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần để thực hiện điều đó. Nhưng rồi qua bài tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, những con người mà được chọn để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ con người, như là những môn sinh của Đức Kitô, như là những tông đồ của Ngài, thì đó là những người phải ý thức được ơn ban mà Chúa dành cho mình để phục vụ với một cái tinh thần của Chúa chứ không phải tinh thần của thế gian. Thế gian thì người ta có quyền là người ta thống trị trên những người dưới quyền mình, người ta hành quyền trên những người đó. Trong khi đó Chúa Giêsu dạy bảo các tông đồ là các con thì không có được như thế. Ai trong các con muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ các con, và ai cầm đầu các con thì phải làm tôi tớ. Bởi vì như bản thân như gương của Ngài đó, là đứng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong những bài đọc hôm nay được Mạc Khải được tỏ bày, để chúng ta có thể cảm thấu được sứ điệp của lời Chúa nhắn nhủ chúng ta cách riêng cho những tín chức phó tế sắp lãnh nhận cái nhiệm vụ quan trọng, một cái thánh chức mà qua đó Chúa thông truyền cho cái ơn ban của Ngài và cái sứ vụ cao cả, cũng đòi hỏi những cái điều cần thiết như lời Chúa vừa nói với chúng ta. Cách đây mấy ngày, trong một dịp gặp gỡ với 7 tín chức phó tế đây, tôi mới chân thành hỏi các thầy rằng các thầy có thực sự muốn chịu chức phó tế vào ngày 12 tháng 5 tới đây không? Tức là ngày hôm nay. Tôi không có ép các thầy phải chịu chức đâu. Nhưng mà nếu các thầy muốn chịu chức cái dịp này thì các thầy phải chấp nhận cái tình trạng mà theo những quy định của xã hội bây giờ và tình hình dịch bệnh đấy, không phải vì xã hội ép buộc chúng ta, nhưng mà chính chúng ta cũng ý thức được cái điều này là thánh lễ sẽ như hôm nay đấy. Những điều kiện như hôm nay đây, có khi không có ba mẹ, không có các cha xứ, không có nhiều cha đồng tế, và bầu khí giáo dân khách mời cũng không có, thì như vậy các thầy chọn cái nào? Nếu các thầy chọn dời để khi nào thời gian thuận tiện thì sẽ tổ chức một cái thánh lễ truyền chức phó tế nó hoành tráng hơn, nó xứng đáng hơn, thì tôi cũng chiều các thầy. Nhưng mà sẽ không biết bao giờ, tùy tình hình cho phép thôi. Còn nếu muốn ngay đúng theo như đã lên lịch, đã in thiệp, thì phải chấp nhận những điều kiện đó. Tôi hỏi và đề nghị giơ tay biểu quyết thì các thầy giơ tay hết. Tôi cũng mừng lắm nhưng mà cũng hồi hộp phải hỏi, vậy thì tại sao là các thầy lại quyết định như vậy? Các thầy nghĩ sao? Thì các thầy cũng lần lượt chia sẻ cho thấy những cái tâm tình của mình. Thầy xác định rằng cái điều quan trọng, cái điều cốt lõi trong cái thánh lễ truyền chức, trong cái việc mà mình sẽ đón nhận thánh chức phó tế là cái gì? Nó không phải là một cái thánh lễ hoành tráng với nhiều người tham dự, không phải những khách mời long trọng, kể cả nhiều khi cha mẹ của mình có khi cả đời mong ước con được có ngày này, nhưng mà lúc này thì cũng không được tham dự. Người nói vậy chứ các thầy cũng cân nhắc là bây giờ có khi ba mẹ có cho đi cũng đi không được, phải nằm nhà. Nhưng mà nằm nhà bây giờ coi truyền hình trực tuyến thấy rõ, thấy kỹ nữa. Rồi hiệp thông thì
nó đâu có hề tại ở cái chuyện không gian có thể tham dự được dễ dàng. Rồi những cái điều này điều khác, các thầy cũng nhận ra được rằng trong khi mình phải bị giới hạn như thế này thì các thầy khỏe lắm, không phải lo đi mời thiệp, không phải lo lắng khách của mình như thế nào, không phải lo nhiều chuyện mà sẽ làm cho mình lo ra. Có khi đến cái giờ lễ, vào những cái giây phút long trọng và quyết định thì mình buồn ngủ, mệt, không thể tham dự một cách sốt sắng được, và nhiều điều. Và chính khi qua trao đổi với các thầy như vậy, tôi cũng cảm thấy cái niềm xác tín của các thầy đúng, và tôi rất là mừng về điều này. Và tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì Chúa đã cho chúng ta có một cái cơ hội thế này để chúng ta suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta chọn lựa nó đúng đắn hơn, là chỉ mình chỉ đi tìm những cái theo thông lệ bình thường, những cái có khi nó mang tính đời, mang tính danh lợi thú thế trần mà thôi, chứ nó không mang một cái điều nó phù hợp với cái căn tính của thánh chức linh mục mà các thầy được đón nhận. Cho nên các thầy được đón nhận thánh chức phó tế này là để các thầy trở thành những con người phục vụ, con người sống theo thánh ý của Chúa. Vậy thì đây, trong hoàn cảnh này, điều gì diễn tả thánh ý Chúa và thánh ý Chúa muốn gì nơi các thầy? Các thầy nhận ra điều đó, thầy nói các thầy sẽ đón nhận thánh chức phó tế để trở thành con người phục vụ. Và việc phục vụ này quan tâm đến mọi người, và cách riêng đối với những người nghèo, những con người bé mọn, những cái con người mà có khi các tông đồ, những cái người cao trọng khác có khi không vươn tới được, thì chính các thầy sẽ là những người gần gũi, các thầy sẽ là người phục vụ. Cho nên qua cái điều kiện mà chúng ta đang đón nhận đây, nó giúp cho các thầy được trở thành những con người nghèo để có thể gần gũi dễ dàng hơn với những con người nghèo mà các thầy được mời gọi để phục vụ. Và qua đây các thầy có dịp để chọn cái điều cốt lõi, chứ không phải chọn những cái điều tùy phụ, những cái điều bên ngoài, mà là chọn những điều bên trong. Và rồi qua đây các thầy cũng được tập để làm một cái quyết định nó liên quan đến thánh ý của Chúa điều khiển thế giới này, lịch sử này và cuộc đời, ơn gọi sứ vụ của các thầy. Đó là điều rất quan trọng. Thú thực tôi rất là mừng khi thấy có sự chọn lựa và có những cái lý luận rất cơ bản như vậy, nói lên rằng các thầy thực sự là những người đầy thánh thần và khôn ngoan, phù hợp để được lãnh nhận thánh chức phó tế. Cũng qua đây tôi muốn đẩy các thầy đi xa hơn một chút xíu nữa, là không phải chỉ có cái điều này, cái chuyện để mình lãnh nhận thánh chức rồi thôi đâu, mà còn đi xa hơn nữa trong cái việc chúng ta luôn mở lòng mình, ta luôn tập để mình hằng ngày biết luôn luôn tìm thánh ý của Chúa, biết chọn những cái điều căn cốt cho đời sống của và sứ vụ của mình. Đó là điều quan trọng. Ít nữa đây, trong cái sứ vụ sẽ làm phó tế, các thầy sẽ làm gì đây? Các thầy có nên tập cái thói quen để mình tìm thánh ý Chúa, biết phân định để mình chọn những điều cốt lõi, hay là chọn những cái điều nó mang tính trần tục, bề ngoài, chóng qua. Và rồi trong những hoàn cảnh khó khăn, có khi không phải chỉ có dịch bệnh, mà nó còn nhiều những cái hoàn cảnh khác nữa, các thầy sẽ làm gì đây? Các thầy sẽ không ngại khó, không nại vào những cái rắc rối, trục trặc, trở ngại trong cuộc đời của mình để mà từ chối dấn thân phục vụ. Các thầy sẽ được mời gọi để làm việc mục vụ, chẳng hạn như các mục tử ngày hôm nay ở các cộng đoàn giáo xứ, ở những cái môi trường mục vụ của mình có những hoàn cảnh khó, nhưng những hoàn cảnh khó đó nó phải thúc đẩy để các vị mục tử của Chúa, những người đón nhận cái thánh chức linh mục, phải ý thức rằng Chúa đang mời gọi tôi thì tìm hiểu ý của Ngài là thế nào. Tôi phải làm gì đây cho cộng đoàn dân Chúa mà tôi có trách nhiệm? Tôi phải có những sáng kiến thế nào để cho thực tiễn với đời sống? Lẽ đó là điều chúng ta cần tập quen, và cần có một cái định hướng căn bản như vậy để cho cuộc đời và sứ vụ của chúng ta nó được có ý nghĩa, được có giá trị,
và xứng đáng với tình thương và niềm kỳ vọng mà Thiên Chúa dành cho các thầy. Chúng tôi cũng đã cùng suy nghĩ với các thầy và cũng gợi lên đề nghị các thầy, đề nghị cho những cái sáng kiến sẽ thực hiện tới đây trong cái đời sống, trong cái giai đoạn mình làm phó tế, rồi ít nữa có thể trong cái giai đoạn làm linh mục. Các thầy đã chia sẻ với chúng tôi nhiều điều và càng chia sẻ tôi càng cảm thấy được cái lòng và cái trí, cái thành quả của Thánh Thần ở nơi các thầy. Hôm nay trong thánh lễ này, trong bầu khí này, tôi rất chia sẻ, rất cảm thông và chia sẻ những cái tâm tình của quý thầy cũng như tất cả những người thân yêu của quý thầy đang hướng về cái thánh lễ này trong cái nghi thức truyền chức thánh phó tế cho quý thầy. Chúng tôi cầu xin Chúa và kính chúc cho tất cả quý thầy được luôn luôn biết mở lòng của mình để đón nhận mọi thánh ý của Chúa trong cuộc sống của mình, luôn luôn biết chọn cái điều cốt lõi trong đời sống của chúng ta, nhất là qua những cái khó khăn thách đố trong cuộc đời, và nhất là luôn luôn nhiệt tình quảng đại để cộng tác với ơn Chúa, để hiểu được điều Chúa muốn dạy bảo mình và vận dụng mọi ơn ban của Chúa trong cuộc sống để phục vụ Chúa, phục vụ các linh hồn, nhất là những con người nghèo, những người bé mòn, đau khổ, cần được tình thương cứu độ của Thiên Chúa dẫn dắt. Kính chúc các thầy luôn có một tâm hồn và tâm tình như thế. Amen. Tiếp theo đây, các tiến chức công khai tuyên bố trước mặt Đức Giám Mục và Cộng đoàn Dân Chúa ý muốn thi hành chức vụ phó tế theo ý định của Đức Kitô và của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Giám Mục Giáo Phận. Mời các tiến chức đứng. Các con rất thân mến, trước khi tiến lên hàng phó tế, các con phải tuyên xưng trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn được thánh hiến nhờ ơn Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay của cha không? Các con có muốn chu toàn nhiệm vụ phó tế với lòng bác ái khiêm nhường để trợ giúp hàng linh mục và thăng tiến đoàn dân Kitô giáo không? Các con có muốn gìn giữ mầu nhiệm đức tin với lương tâm trong sạch như Thánh Tông Đồ dạy, đồng thời dùng lời nói và việc làm mà rao giảng đức tin ấy theo tin mừng và truyền thống của Hội Thánh không? Các con là những người đã sẵn sàng sống bậc độc thân, vậy các con có muốn suốt đời giữ quyết tâm này làm bằng chứng các con vì nước trời đã dâng hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô để phụng sự Thiên Chúa và nhân loại không? Tất cả các con có muốn gìn giữ và gia tăng tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy, các con có muốn trung thành chu toàn các giờ kinh phụng vụ theo điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa và để cầu cho họ, hơn nữa cho cả thế giới không? Các con sẽ tiếp cận với mình máu Thánh Chúa nơi bàn thờ, vậy các con có muốn không ngừng sống rập theo mẫu gương của Người không? Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con.
Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Trước khi bước sang phần chính yếu của nghi thức truyền chức phó tế, Cộng đoàn Hội Thánh cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các thánh để các tiến chức được tràn đầy ân sủng của Chúa. Xin mời Cộng đoàn đứng. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng lấy lòng nhân từ tràn đổ ơn phúc lành xuống trên các tôi tớ Chúa đây mà Chúa đã đói thương chấp nhận cho lên chức Thánh Phó Tế. Xin mời các tiến chức phụ phục. Good.
Thành hoa cánh tiên chương này.
xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng lần thần hoa và thần hiền các tiên chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng nhập lời chúng con. Lời Đức Kitô xin nhập lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhân từ nhậm lời chúng con cầu nguyện, để những gì chúng con có bổn phận phải thi hành được Chúa thương tình giúp đỡ, và xin ban phúc lành thánh hoa những người mà theo sự hiểu biết của chúng con, chúng con tin là đáng được dâng lên Chúa để thi hành các thừa tác phụ thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời các tiến chức đứng. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức phó tế. Đây là phần chính yếu của nghi thức truyền chức phó tế. Qua việc đặt tay của Đức Giám Mục và lời nguyện truyền chức, Thánh Thần được ban cho các tiến chức để thi hành thừa tác vụ phó tế. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ long trọng đọc lời nguyện truyền chức. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đài xin Chúa hãy đến phù dung. Chúa là đấng ban các ân sủng, phân phối các phẩm hàm, sắp đăng các chức vụ. Chúa tồn tại nơi chính mình mà lại canh tông mọi sự. Với sự quan phòng có từ muôn thuở, Chúa sắm đặt mọi điều. Qua Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng là lời, là quyền năng và là sự khôn ngoan của Chúa, Chúa phân phối cho từng người, từng thời gian những điều thích hợp. Chúa đã cho thân thể người là hội thánh thành nên bởi những chi thể khác biệt, được trang bị bằng những ơn thiên khác nhau.
hợp nhân thành một toàn thể kỳ diệu, nhờ Chúa Thánh Thần được lớn lên và phát triển thành ngôi đền thờ mới với những đặc ân linh thánh. Chúa đã thiên lập ba bậc thừa tác viên để phụng sự danh Chúa. Như từ thuở đầu xưa kia, Chúa đã chọn con cái Lê Vi để họ chu tôn các thừa tác vụ của nhà tạm cũ. Cũng như từ thuở đầu của hội thánh, các tông đồ của con Chúa được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đã chọn bảy người có tiếng tôn để phụ giúp các ngài trong công việc hằng ngày. Ngõ hầu các ngài có thể chăm chú lo việc cầu nguyện và giảng lời Chúa nhiều hơn. Qua lời cầu nguyện và việc đặt tay, các ngài đã trao cho những người được tuyển chọn này công việc phục vụ bàn ăn. Lạy Chúa, xin cũng vui lòng nhìn đến các tôi tớ Chúa đây mà chúng con khiêm tôn thanh niên để phục vụ bàn thánh Chúa trong chức vụ phó tế. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống trên các thầy để ngài dùng nguồn bảy ơn của Chúa mà thêm sức cho các thầy được trung tín thi hành công việc phục vụ. Xin cho các thầy được dư đầy các nhân đức phúc âm, yêu thương không giả hình, chăm lo cho người bệnh và người nghèo, có quyền mà không hông hách, có lòng trong trắng ngây thơ và biết tuân giữ kỷ luật thiêng liêng. Xin cho cách ăn nết ở của các thầy dọi sang những mệnh lệnh của Chúa, để nhờ gương sang đời sống các thầy lôi cuốn được đoàn dân thánh noi theo. Và khi nêu bật bằng chứng của lương tâm tốt lành, các thầy mãi mãi được vững mạnh và kiên trì trong Đức Kitô. Như thế khi còn ở trần gian, đã biết noi gương con Chúa là đấng đã đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ, các thầy sẽ đang được hiển trị cùng người trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi, mời các tân chức đứng. Giờ đây các tiến chức đã thực sự trở thành các phó tế. Các thầy sẽ mặc phẩm phục phó tế, mà từ nay về sau, phẩm phục này cho thấy nhiệm vụ của các thầy trong cử hành phụng vụ. Giờ đổi thay.
Việc trao sách tin mừng nói lên sứ vụ của các thầy là công bố tin mừng trong cử hành phụng vụ và rao giảng đức tin của Hội Thánh bằng lời nói và việc làm. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và hãy lưu ý là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Qua việc trao hôn bình an, Đức Giám Mục đặt một dấu ấn trên việc đón nhận các tân chức vào sứ vụ của Ngài. Nghi thức truyền chức phước phó tế đã kết thúc. Tiếp theo là phụng vụ thánh thể, là bí tích làm cho bí tích truyền chức phó tế nên trọn hảo. Thiên vâng vâng điều nhạc cung tiên, con đến tiên dâng tình yêu, tiên dâng ước mơ và sân hồn, nguyện như lễ dâng toàn thiêu. Xin nhận tình con nhỏ bé, xin hiệp cùng với rượu bay, như chiều tiệc ly ngày xưa, đêm của lễ mừng khen Chúa Trời.
dâng Chúa là bao sương vui đau buồn, dâng ương vòng mai sau, dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời còn đang rong ruổi gian trần, nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng, nguyện Chúa ban nhiều thánh ân. Chỉ là thân phận người mong manh, sao dám tin dâng tình yêu? Chính Cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng Cha. Con đường nhận như của lễ, dâng về từ nơi trần thế. Cứu đời làm con tội mê, đem tình Chúa vào tim mỗi người. Của lễ con về dâng Chúa là bao sương vui đau buồn, dâng ương vòng mai sau, dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời còn đang rong ruổi gian trần, nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng, nguyện Chúa ban nhiều thánh ân. Của lễ con về dâng Chúa là bao sương vui đau buồn, dâng ương vòng mai sau, dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời còn đang rong ruổi gian trần, nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng, nguyện Chúa ban nhiều thánh ân. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúa nhận y lệ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngươi. Lạy Cha chi thánh, con Cha đã muôn rửa chân cho các môn đệ hầu nêu gương cho chúng con. Chúng con này xin Cha nhận của lễ phụng thờ của chúng con và cho chúng con khi dâng hiến bản thân làm của lễ thiêng liêng, được tràn đầy tinh thần khiêm nhường và cần mẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ơn là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Qua việc xưng dầu bằng thánh thần, Chúa đã đặt con một Chúa làm thượng tế giao ước mới và vĩnh cửu, và đã đoái thương an bài canh kỳ diệu để nhiều thừa tác vụ được thực hành trong hội thánh. Vì chưng chính con một Chúa không chỉ ban cho dân được tuyển chọn thừa hưởng chức linh mục hoàng vương, nhưng với lòng nhân từ đầy tình huynh đệ, qua việc đặt tay Ngài còn tuyển chọn nhiều người cho họ tham dự vào các thừa tác vụ thánh của mình. Những vị này lấy tình bác ai hướng dẫn dân thánh, lấy lời Chúa nuôi dưỡng và dùng can bi tín mà bổ sung cho họ để dâng mình cho Chúa và cứu độ anh em. Những vị này cố gắng họa lại hình ảnh của chính Đức Kitô khi kiên trì bày tỏ lòng tin và lòng mến đối với Chúa.
Vì thế, lạy Chúa cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa căn đạo bình. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Chúa cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu đương Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đốt mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con và Đức Cha Phêrô. Xin cùng nhớ đến những con cái này của Chúa là những thừa tác viên mà hôm nay Chúa đã muốn ban cho hội thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen. Lệnh Chúa cứu thế và theo thế thân người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đấng cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị. Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Tri Ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Có một tình yêu.
trần gian. Tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết. Thánh giá nhuộm màu bằng chứng cho tình yêu. Đấng Thánh từ nhiên làm ra chuồng trần gian. Có một tình yêu, có một tình yêu. Trong bóng tối, đáng khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dân dịu dẫm chưa trong tình mồi yêu thấm nồng. Tình nào yêu con, đáng khi con là tội nhân, là tình thương xót. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho các tôi tớ Chúa khi đã được no đầy của ăn thức uống bởi trời, được nên những thừa tác viên trung thành của tin mừng, của các bi tín và lòng bác ai, để làm rạng danh Chúa và đem lại ơn cứu độ cho những ai có lòng tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa để các tân chức có lời cảm ơn. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận. Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Cha đặc trách ơn gọi, quý cha đồng tế, quý dì, quý anh em chúng sinh và dự bị chúng sinh, cùng toàn thể cộng đoàn tham dự phụng vụ nơi đây, cũng như qua các phương tiện truyền thông.
trong những giây phút thánh thiêng này, xin cho chúng con được bày tỏ tâm tình của chúng con. Hôm nay quả là một ngày đáng ghi nhớ trên hành trình bước theo Chúa của anh em chúng con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Đó cũng chính là tâm tình mà giây phút này chúng con muốn cất lên từ trái tim của chúng con. Chính tình thương vô biên của Chúa mà hôm nay Ngài chọn gọi chúng con trong thánh chức phó tế trong một bối cảnh đặc biệt này. Thế nên, xin cho cuộc đời của mọi anh em chúng con xứng đáng trở nên hy tế tạ ơn không ngừng để dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Lời tri ân rất chân thành chúng con xin kính gửi đến Đức Cha Giuse. Trọng kính Đức Cha, từ những bước đi chập chững đầu tiên của hành trình ơn gọi cho đến hôm nay, Đức Cha đã yêu thương, chăm sóc chúng con với tình yêu của người cha đầy tận tụy yêu thương. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, với tấm lòng hiền phụ, Đức Cha đã tin tưởng và yêu thương trao ban thánh chức phó tế cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha và nguyện xin đáp trả lại tình thương và sự quan tâm ấy của Đức Cha bằng những cố gắng không ngừng trong việc thánh hóa bản thân để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Xin Đức Cha tiếp tục yêu thương và dìu dắt anh em chúng con tiến bước trên con đường trở nên những mục tử thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đến Đức Cha Phêrô. Đức Cha đã cầu nguyện, dõi theo và nâng đỡ chúng con trong suốt những tháng ngày tu học vừa qua. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban trào tràn ân thánh của Ngài xuống trên Đức Cha. Xin Đức Cha tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con trên hành trình sứ vụ phía trước. Kính thưa cha Simon, tổng đại diện giáo phận. Kính thưa cha Gioan Bautista, đặc trách ơn gọi giáo phận. Và quý cha trong ban ơn gọi. Chúng con xin hết lòng tri ân quý cha vì tình yêu và công khó mà quý cha dành cho chúng con. Chúng con cũng xin được gửi lời tri ân đến cha Giuse, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và quý cha trong ban đào tạo. Qua những tháng ngày tu học dưới mái trường chủng viện, cũng như nơi ngôi nhà chung thân thương này, chúng con không chỉ đón nhận nơi quý cha những bài học cần thiết của tri thức, nhưng còn là những bài học của đời sống thiêng liêng mà quý cha đã và đang yêu thương gửi trao đến chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống trên quý cha tràn đầy ơn thánh để quý cha thêm nhiệt thành và hăng say trên con đường sứ vụ đào tạo những linh mục thánh thiện cho giáo hội. Xin quý cha tiếp tục thêm lời cầu nguyện và nâng đỡ anh em chúng con. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đến quý cha đồng tế, cha quản lý Giuse, cha đặc trách phụng vụ Vinh Sơn, quý cha nghĩa phụ, quý cha xứ nơi chúng con đang được nâng đỡ và phục vụ. Quý cha vì lòng thương mến và quảng đại đã đón nhận, cầu nguyện, hướng dẫn và nâng đỡ chúng con rất nhiều, để từng ngày chúng con dần được vững vàng hơn trong đời sống sứ vụ và trong cách sống xứng hợp như là một linh mục của Chúa và giáo hội. Xin quý cha cũng tiếp tục yêu thương, hướng dẫn, chỉ dạy và cầu nguyện cho anh em chúng con trong sứ vụ mới.
Chúng con xin tri ân quý cha, quý anh em ban truyền thông giáo phận, quý tu sĩ, anh em chúng sinh, anh em dự bị chúng sinh đã hiệp lời cầu nguyện cho anh em chúng con và âm thầm hy sinh để phục vụ cho thánh lễ hôm nay được diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Trong giây phút ấm cúng và thánh thiêng này, xin cho chúng con được gửi đến ba mẹ và anh chị em trong gia đình những tâm tình hiếu kính và biết ơn sâu thẳm của chúng con. Kính thưa ba mẹ, thiếu vắng sự hiện diện của ba mẹ trong thánh lễ này có thể mang đến cho chúng con một chút của nỗi buồn trong ngày đáng ghi nhớ của chúng con. Thế nhưng, chúng con tin chắc rằng trong giây phút này, ba mẹ cũng đang dõi mắt hướng về chúng con. Chính điều đó giúp chúng con cảm nhận sâu sắc hơn nữa tình thương mà ba mẹ dành cho chúng con. Chúng con không sao có thể diễn tả hết tâm tình của chúng con dành cho ba mẹ. Bởi lẽ, chính sự hiện diện của chúng con trong cuộc đời này, đó là món quà vô cùng quý giá mà ba mẹ đã dành cho chúng con. Chúng con lại được tình thương của ba mẹ chở che và dìu dắt, để chúng con được lớn khôn từng ngày. Tình thương ấy đã đi theo chúng con trên từng bước đường của hành trình dâng hiến. Chính ba mẹ đã không ngừng nâng đỡ, khích lệ, động viên và cầu nguyện cho chúng con thật nhiều. Hơn thế nữa, để chúng con có thể vững tâm tu học, ba mẹ đã trở thành những tu sĩ giữa đời thường cùng với những hy sinh và vất vả. Có thể nói, bài học đầu tiên mà chúng con học được, đó chính là bài học của tình yêu mà ba mẹ đã dành cho chúng con. Và đó cũng chính là hành trang mà chúng con sẽ mang theo trong suốt cuộc đời này. Trong tâm tình hiếu kính, chúng con cũng xin được nhớ đến linh hồn Phêrô và Agatha, là ba mẹ của anh em chúng con, đã được an nghỉ trong tình thương của Thiên Chúa. Tuy ba mẹ không còn cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống dương thế này, nhưng chúng con tin chắc rằng ba mẹ vẫn luôn dõi theo từng nhịp bước sứ vụ của chúng con. Chúng con hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong từng phút giây của hành trình dâng hiến và sống trọn với ơn thánh mà chúng con vừa lãnh nhận, như một lời tri ân của chúng con dành cho ba mẹ. Xin ba mẹ cũng tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, cầu nguyện và là điểm tựa cho sứ vụ của chúng con. Chúng con xin chân thành biết ơn quý thân nhân, các anh chị em trong gia đình, quý ân nhân đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ chúng con dọc dài suốt những ngày tháng qua. Sự quảng đại đầy tình yêu thương ấy đã góp phần nuôi dưỡng chúng con được lớn lên và trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình. Xin tiếp tục đồng hành và nâng đỡ chúng con trong bước đường sứ vụ của chúng con. Trọng kính Đức Cha Giuse, giờ đây để bày tỏ tấm lòng tri ân hiếu kính, chúng con kính dâng lên Đức Cha những cánh hoa tươi thắm, kính xin Đức Cha thương nhận. Giờ đây chúng con cũng xin Đức Cha cho chúng con có đôi lời.
Trước hết xin chúc mừng bảy pho tế. Bảy pho tế này, nhớ đến bảy pho tế xưa các tông đồ được chọn là thánh hiến. Tôi rất là vui mừng vì này, lúc này các thầy đã thực sự trở thành pho tế của giáo hội. Và chính qua những cái thành quả này nói lên lòng yêu thương của Chúa, của rất nhiều người đã và đang dành cho các thầy, để các thầy vừa là hồng ân của Chúa, của mọi người, nhưng mà để cái mục đích quan trọng nhất là để chính cuộc đời và những cố gắng dấn thân phục vụ của các thầy có thể trở nên hồng ân của Chúa và của mọi người cho tất cả mọi người, nhất là những người mà các thầy sẽ phục vụ. Và ước mong sao cái niềm kỳ vọng và những yêu thương để cho các thầy được trở nên hồng ân đó cũng giúp cho các thầy thúc nhắc các thầy luôn sống nhiệt tình, trung tín và hạnh phúc, để mỗi một ngày trong đời sống của các thầy có thể vui mừng vì hồng ân của Chúa ban, và mọi người cũng có thể vui mừng vì các thầy thực sự là hồng ân Chúa ban cho người ta, nhất là những người mà đang cần sự phục vụ của các thầy. Kính chúc các thầy được điều đó luôn mãi. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Và sau bài hát kết lễ, xin Đức Cha và Quý Cha cùng chụp chung tấm hình với các tân chức. Giờ đây Đức Giám Mục ban phép lành trọng thể cho các tân chức. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa đã kêu gọi các con để phục vụ mọi người trong hội thánh của Chúa. Xin Ngài làm cho các con nên hết sức nhiệt thành đối với mọi người, nhất là đối với những người khổ đau nghèo túng. Amen. Chính Chúa đã ban cho các con sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Xin Chúa phù trợ các con để khi sống theo lời Chúa, các con trở nên nhân chứng chân thành và hăng say của Chúa. Amen. Xin Chúa là đấng làm cho các con nên người phân phát các mầu nhiệm của Chúa cho các con biết noi gương con Chúa là Đức Giêsu Kitô và trở nên thừa tác viên phục vụ sự hợp nhất và bình an nơi trần thế. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang cùng nhau hiện diện nơi đây. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm mến đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm mến Chúa cho con trời mới đất mới. Đường đời con đổi mới, con sẽ ca ngợi lòng từ xót Chúa muôn muôn đời.
giữa những bôn ba ồn ào trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nâng con. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn khói, con biết tìm đâu một mối tình thâm sâu để cho con tựa đầu khi đời con nát tan, khi đời con ngã gục. Con mong chờ một tình yêu đỡ nâng. Mối tình ấy con đi tìm là mối dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình ngài như biển khơi. Giữa những gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tình yêu. Vì cuộc đời liêu xiêu cơn gió cuốn, đường vào đời thanh thang khi chiều xuống. Con ngước nhìn lên thập giá đôi cạn về, nắng xuyên qua trời buồn, ôi bàn tay Chúa đây âm thầm ôm cõi đời. Con tim ngài bồi hồi nghe nhớ thương. Là mối tình Giê-xu chỉ có ngài là nét đẹp thiên thu, ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình